Theo ghi nhận của pháp luật plus.vn, trong ngày 3 tháng 1, trên đường lên đỉnh Đèo Gà, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác cảnh sát giao thông gồm 2 chiến sĩ, xe ô tô mang biển kiểm soát 22C-1469, quốc lộ DT-190 nối huyện Hàm Yên đi các huyện Chiêm Hóa, Na Hàng của tỉnh Tuyên Quang, là tuyến đường huyết mạch giao thương hàng hóa giữa huyện Chiêm Hóa và các huyện khác của tỉnh Tuyên Quang. Hầu hết các xe tải đều chở mía, chở gỗ, nhưng các xe này đều chở quá khổ so với kích thước của xe. Không những vậy, trong thời gian gần đây, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn. Đã có những xe mía chất quá đầy, đổ trồng cành giữa đường đèo vô cùng nguy hiểm. Theo ghi nhận của pháp luật plus.vn, chỉ trong buổi chiều ngày 3 tháng 1, tại địa phận xã Yên Nguyên trên quốc lộ DT-190, hàng chục xe chở quá khổ đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông huyện Chiêm Hóa ra hiệu dừng xe. Bất ngờ hơn, có nhiều xe tải đang chở mía chở gỗ, không có hiệu lệnh của cảnh sát giao thông cũng tự nhiên dừng lại và chạy tới chiếc xe mà cảnh sát giao thông đang ngồi, xuất trình giấy tờ một cách ngoan ngoãn. Không rõ cánh tài xế có vi phạm giao thông hay không, nhưng việc ngoan ngoãn chạy tới xuất trình giấy tờ là một điều rất lạ. Lạ lùng hơn thế, trong khi cánh tài xế chở hàng dừng xe xuất trình giấy tờ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhưng các công cuộc của dân này vẫn ngồi yên trong xe mà chỉ thò tay ra kiểm tra và trả giấy tờ trong chớp mắt. Không hề bước xuống, chào tài xế một cách đúng điều lệ của ngành. Như đã thành thường lệ, các lái xe cầm trên tay một mảnh giấy hoặc một cuốn sổ nhỏ, khẩn trương tiến lại trao cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông đầu trần ngồi trong xe ô tô. Chiến sĩ này cầm một vật gì đó, kiểm tra rất nhanh rồi trả lại giấy tờ cho tài xế. Cứ như vậy đều đặn, chỉ trong buổi chiều ngày 3 tháng 1 và chiều ngày 4 tháng 1 năm 2016, phóng viên của Pháp Luật Plus đã ghi lại được hàng chục hình ảnh phản cảm như thế này.